Vâng, hiện tại là 6 giờ chiều ngày 9 tháng 1 năm 2018 thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là vừa hoàn thiện xong một bộ sập thờ chân 22 cho bác Như Lý tại khu 1 xã Cát Trù. Vâng, đúng 6 giờ tối thì đây chúng tôi vừa lắp đặt xong một bộ sập thờ gỗ mít đục chạm tứ linh và một bộ ống hương hoa hạt và hai bình sen. Tất cả là bằng chất liệu gỗ mít, hàng rất là đẹp. Đây là toàn cảnh chiếc sập thờ đây, rất là tổng thể, rất là hoành tráng. Phần đục chạm, tôi sẽ quay cho mọi người xem phần đục chạm. Ngày trước mày cứ hỏi bố mẹ ngày trước cổ đi hoa quả rau cỏ cổ là đục chạm mà dòng trầu mặt nguyệt. Trên này là bộ đài nến hạ bình hoa sen. Hàng rất là đẹp. Còn trên màn hình đây là bác chủ nhà đây, bác Như. Bác đã chuẩn bị sắm bộ sập thờ này để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Sắp Tết Nguyên Đán sắp đến đây, mừng xuân 2019, Tết Kỷ Hợi. Rồi đây là đồ gỗ Tùng Tám, là rất xin cảm ơn bác đã sử dụng sản phẩm và ủng hộ chúng tôi. Chúc bác và gia đình là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc để chuẩn bị đón một mùa xuân mới, Tết 2019. Rồi mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816 hoặc truy cập vào website đồgỗtung8.com. Rất cảm ơn bác và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.